Chào mừng các bạn đã đến với vlog của Yến Trần. Ở các bạn ơi, hiện tại là 0 giờ 38 phút của ngày mùng 1 Tết đó các bạn. Thì Yến mới vừa coi phố bông xong thì cũng mất khoảng 30 phút mới ra được khỏi cái chỗ mà bắn pháo bông, tại vì kẹt xe đông quá các bạn. Và Yến thường có thói quen mỗi năm khi mà coi bắn pháo bông xong thì sẽ đi vào chùa Phước Sơn và chùa Khánh Sơn để Yến hái lộc đầu năm. Hiện tại thì Yến đang đứng ngay trước ngôi chùa Phước Sơn nằm tại đường Điện Biên Phủ của thành phố Sóc Trăng các bạn. Bây giờ Yến sẽ vào bên trong hái lộc sẵn rồi đưa các bạn đi xem một vòng ở trong chùa nha. Tại vì chùa này là từ những cái mùa Tết thì trang trí rất là đẹp luôn các bạn, và đặc biệt là có một cái tượng Phật mới thỉnh về rất là đẹp. Bây giờ mình vào bên trong luôn nha các bạn. Thank you.
bà để mình cúng dường cầu an cầu siêu được. Ở trong đây cũng có một cái cây mai là treo rất là nhiều lọc đầu năm luôn các bạn. Bên đây có treo rất khung cảnh những cây trúc nè. Thì bây giờ Yến sẽ đưa các bạn cùng Yến đi vào bên chùa Khánh Sơn để hái lộc đầu năm nha các bạn.
sông số 5, vẽ sông Trung Bình nè các bạn. Xuân nè các bạn, mỗi người hái một nhánh lộc đầu xuân để đem phúc lộc về gia đình. Mình bây giờ Yến sẽ hái một cái lộc nha. Bên trong thì rất là nhiều. Mỗi ngày vào khung giờ 19 giờ tối, các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và xin chào.